Ten Hag than khó không dám đặt mục tiêu ở MU. Nhà cầm quân người Hà Lan không dám đặt mục tiêu cụ thể ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt United vì xác định đây là công việc cực kỳ khó khăn. Trong hè này, United đã bổ nhiệm huấn luyện viên Erik ten Hag. Đây là nhà cầm quân thứ 5 tiếp quản ghế nóng Old Trafford kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Chia sẻ trên truyền thông, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết đã nói chuyện với Sir Alex về công việc mới của mình. "Tôi đã nói chuyện riêng với Sir Alex. Tôi rất vui khi tán gẫu với ông ấy về cuộc sống, đặc biệt là bóng đá", huấn luyện viên ten Hag chia sẻ. Khi được hỏi về sự nghiêm khắc của Sir Alex, nhà cầm quân người Hà Lan bông đùa: "Tôi sẽ không cần một chiếc máy sấy tóc". Trong suốt 9 năm qua, United chưa thể lấy lại vị thế qua 4 triều đại, huấn luyện viên David Moyes, Luis Van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Nói về công việc Old Trafford, ten Hag thừa nhận đây là thách thức cực lớn. Cũng bởi vậy, chiến lược gia người Hà Lan không dám đặt mục tiêu cụ thể ở mùa giải đầu tiên tại United. Ông khẳng định mình đã lên kế hoạch lâu dài, đòi hỏi thời gian. "Đây là thử thách rất lớn, nhưng cho tới nay, tôi nhận được sự ủng hộ của toàn đội. Tôi nhận thức rõ đây là công việc cực kỳ khó khăn, không hề đơn giản. Nhưng tôi đã ở đây, tôi phải nói rằng mình có niềm tin rất mạnh mẽ. Về mục tiêu, tôi không thể cụ thể. Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Đó sẽ là cách tiếp cận của chúng tôi. Chúng tôi muốn chơi bóng đá tấn công. Kể cả khi không thể chơi tốt, chúng tôi vẫn cần phải giành chiến thắng. Tôi đã có kế hoạch cụ thể. Đó là một quá trình đòi hỏi thời gian", nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm. Ở hai trận giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag, United đã dễ dàng đè bẹp Liverpool 4-0 và Melbourne Victory 4-1. Chiều ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7, quỷ đỏ sẽ bước vào trận giao hữu thứ 3 với đối thủ là Crystal Palace. Ten Hag lần đầu tiên lên tiếng về tân binh Martinez. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã phá vỡ sự im lặng về quyết định chiêu mộ trung vệ Lisandro Martinez. Ở phiên chợ hè 2022, United ký hợp đồng với 3 tân binh, bao gồm Tyrell Malacia, Tristan Eriksen và Martinez. Hôm qua, quỷ đỏ đã ra thông báo xác nhận chiêu mộ Martinez từ Ajax với giá 46,8 triệu bảng, cộng thêm 8,5 triệu bảng tùy vào thành tích của trung vệ này tại Old Trafford. Do Martinez chưa kiểm tra y tế nên thương vụ này vẫn chưa hoàn tất. Do vậy, trung vệ người Hà Lan dự kiến sẽ chính thức ký vào bản hợp đồng kéo dài 5 mùa giải với quỷ đỏ. Mới đây, huấn luyện viên Erik ten Hag đã lên tiếng về vụ chuyển nhượng này. Chia sẻ trên trang chủ United, cựu huấn luyện viên Ajax cho biết: "Martinez là một chiến binh và tôi nghĩ của viên United sẽ yêu thích cậu ấy. Cậu ấy chơi kỷ luật và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Martinez mang đến sự quyết liệt trong lối chơi. Tôi nghĩ United cần điều đó. Ngoài ra, cậu ấy là một cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt và thuận chân trái. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Premier League là giải đấu khắc nghiệt và chúng tôi cần một cầu thủ như cậu ấy". Chia sẻ thêm về việc Eriksen và Martinez không thể cùng MU tham dự chuyến du đấu ở Australia, huấn luyện viên ten Hag cho biết: "Thật tiếc vì chúng tôi không có họ cho chuyến du đấu này. Nếu như Eriksen và Martinez đến đây, lúc đó chúng tôi đã bay về Anh. Điều đó sẽ không còn ý nghĩa gì". Martinez thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng có thể chơi tốt ở hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự. Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Argentina đã ra sân 24 trận tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, trong đó đóng góp 1 bàn thắng. De Jong chọn xong bến đỗ mới khi rời Barcelona. Tiền vệ người Hà Lan muốn trở lại tái ngộ với Matthijs de Ligt trong áo nhà đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich. Theo tờ Sport, Frankie de Jong muốn gia nhập Bayern Munich trong trường hợp phải rời Barcelona. Tiền vệ người Hà Lan cảm thấy bản thân phù hợp với một câu lạc bộ có khả năng cạnh tranh danh hiệu thường xuyên như Bayern. Bên cạnh đó, việc Bayern vừa chiêu mộ Matthijs de Ligt cũng là một trong lý do khiến de Jong muốn đến Allianz Arena. Trước đó, Barcelona đã đạt thỏa thuận bán de Jong cho Manchester United với giá 85 triệu euro. Tuy nhiên, tiền vệ này từ chối đến sân Old Trafford vì quỷ đỏ không có vé dự Champions League. Sự hiện diện của huấn luyện viên Erik ten Hag cùng mức thu nhập trong mơ ở Anh là không đủ để thuyết phục ngôi sao sinh năm 1997. Báo chí Tây Ban Nha cho biết De Jong chỉ cân nhắc việc rời Camp Nou sau khi được thanh toán 17 triệu euro tiền lương Barca còn nợ anh. Hiện tại, cựu sao Ajax và người đại diện đang tích cực đàm phán để sớm giải quyết khúc mắc với đội bóng chủ quản. Về phía United, ban lãnh đạo và huấn luyện viên Erik ten Hag chưa từ bỏ thương vụ De Jong. Họ sẽ nỗ lực đến những giây phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với hy vọng đưa được cầu thủ người Hà Lan đến Old Trafford. Arsenal đón tân binh thứ 5 trong mùa hè 2022. Arsenal tận dụng mối quan hệ thân thiết giữa huấn luyện viên Mikel Arteta với câu lạc bộ Man City để nhanh chóng hoàn tất vụ chuyển nhượng mang tên Oleksandr Zinchenko. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Manchester City đồng ý bán Oleksandr Zinchenko cho Arsenal với giá 35,3 triệu euro. Tuyển thủ Ukraine đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân để chuẩn bị ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026 với pháo thủ. Zinchenko được một số câu lạc bộ liên hệ, nhưng anh chỉ muốn tái hợp với huấn luyện viên Mikel Arteta. Cầu thủ 25 tuổi sẽ chính thức ra mắt của huấn luyện viên Arsenal sau khi hoàn tất bài kiểm tra y tế diễn ra trong tuần này.
Nếu tính cả thương vụ Zinchenko, Arsenal đã chi tổng cộng 132,3 triệu euro để bổ sung lực lượng trong hè 2022. Trước đó, câu lạc bộ phía Bắc thành London đã mua Gabriel Jesus cũng từ Man City với giá 52 triệu euro, Fabio Vieira từ Porto 35 triệu euro, Matt Turner từ New England 6,3 triệu euro và Marquinhos từ Sao Paulo 3,5 triệu euro. Zinchenko là mẫu cầu thủ đa năng, ngoài vị trí hậu vệ trái, anh còn có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, nhờ khả năng giữ bóng và chuyền ấn tượng. Ở mùa giải 2021-2022, cầu thủ sinh năm 95 không được trọng dụng do João Cancelo có phong độ quá tốt. Zinchenko chỉ có 10 lần đá chính tại Premier League và 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Anh quyết định chia tay San Etihad để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên. Sự xuất hiện của Zinchenko gần như đóng sập cánh cửa ra sân của cầu thủ trẻ Nuno Tavares ở mùa giải tới. Zinchenko sẽ cùng với Kieran Tierney tạo nên cuộc cạnh tranh lành mạnh cho một suất đá chính trong đội hình của HV Arteta. HV Erik ten Hag mở đường lui cho Ronaldo. HV người Hà Lan khen ngợi Ronaldo, thậm chí úp mở khả năng gia hạn với cầu thủ này đến hè 2024. Tình hình không có gì thay đổi. Tôi đã lên kế hoạch và muốn được làm việc cùng với Cristiano Ronaldo. Lối chơi của Manchester mùa tới cần một cầu thủ hàng đầu và Ronaldo là cái tên đẳng cấp nhất trong đội hình. Daily Mail dẫn lời phát biểu của HV Erik ten Hag: các cầu thủ sẽ quyết định lối chơi của một đội bóng, đặc biệt là những cầu thủ có khả năng ghi bàn. HV sẽ phải xây dựng tập thể xoay quanh họ. Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm. Bên cạnh đó, HV Erik ten Hag cho biết ông không lo lắng về thể trạng của Ronaldo khi cầu thủ này không tập luyện cùng đội trong nhiều năm. Ai cũng biết Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp hiếm có, cậu ấy sẽ biết cách để giữ sức khỏe. Ngoài ra, tôi còn được thông báo rằng Ronaldo còn có điều khoản gia hạn đến hè 2024, cựu thuyền trưởng Isaac nói thêm. Ronaldo không dự tour du lịch hè của Manchester, người đại diện Jorge Mendes đã làm việc chăm chỉ trong những ngày qua, nhưng chưa thể tìm được cho CR7 một bến đỗ phù hợp. Lần lượt Ben, PSG, Chelsea, Barcelona và Atletico Madrid đều nói không với siêu sao từng 5 lần giành quả bóng vàng. Milan giữ chân Ibrahimovic đến năm 41 tuổi. Nhà đương kim vô địch Serie A quyết định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với lão tướng Zlatan Ibrahimovic. Tối ngày 18 tháng 7 giờ Hà Nội, AC Milan thông báo việc giữ chân trung phong người Thụy Điển đến tháng 6/2023. AC Milan vui mừng thông báo về việc gia hạn hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển sẽ tiếp tục mang áo số 11 tại câu lạc bộ. Trang chủ câu lạc bộ Italia viết, quyết định gia hạn hợp đồng 1 năm của AC Milan với Ibrahimovic khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi trước đó truyền thông Italia tiết lộ nhà đương kim vô địch Serie A chỉ muốn ký hợp đồng 6 tháng với cựu sao MU. Hồi tháng 5, Ibrahimovic gây sốc khi tuyên bố anh thi đấu trong tình trạng không có dây chằng đầu gối trong nửa năm. Bất chấp tình trạng cơ thể như vậy, nhưng Ibrahimovic chưa có ý định giải nghệ. Anh cũng sẽ đón sinh nhật 41 tuổi vào tháng 10 tới. Để tiếp tục thi đấu cho Milan, ngôi sao sinh năm 1981 đồng ý nhận mức lương khiêm tốn khoảng 1,5 triệu euro một mùa. Cựu tiền đạo Barca và MU chơi 1.006 phút ở Serie A 2021-2022 trong 23 lần ra sân tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Italia mùa trước. Ibrahimovic cũng để lại dấu ấn với 8 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo giúp Rossoneri vô địch Serie A. Bale thừa nhận khó khăn trong ngày ra mắt. Sáng nay ngày 18 tháng 7, Bale đã có trận ra mắt cho Los Angeles. Tuy nhiên, tiền đạo xứ Wales đã cảm thấy rất khó khăn vì thời tiết tại đây. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Bale đã gia nhập câu lạc bộ Los Angeles dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sáng nay, cựu tiền đạo Real Madrid đã có trận ra mắt đội. Bale xuất phát từ băng ghế dự bị và được tung vào sân trong 20 phút cuối trận. Chia sẻ sau trận đấu, Gareth Bale cho biết anh đã cảm thấy rất khó khăn khi thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Thời tiết rất nóng bức, ngay cả khi tôi khởi động. Đó là điều mà tôi không quen khi thi đấu. Bạn sẽ không cảm thấy cái nóng qua ống kính truyền hình. Ngoài vấn đề thời tiết, Bale cũng thừa nhận anh đang gặp khó khăn để hòa nhập với đội. Cựu tiền đạo Real Madrid chia sẻ. Tôi không nói rằng phong cách chơi bóng tại Los Angeles khác biệt bởi vì tôi đang cố gắng làm quen với triết lý bóng đá tại đây. Đó chỉ là việc bắt kịp với tốc độ trận đấu mỗi khi vào sân. Tôi muốn cống hiến và giúp đỡ đội bóng. Mặc dù vậy, Bale tỏ vẻ thích thú với bầu không khí tại câu lạc bộ và cho biết tôi rất phấn khích khi được thi đấu trong thời gian tới cho Los Angeles. Bầu không khí tại đây thật thú vị. Tôi muốn chiến đấu và giành được các danh hiệu. Gareth Bale từng giành nhiều danh hiệu khi còn khoác áo Real. Tiền đạo xứ Wales đã cùng với Los Angeles giành 5 chức vô địch Champions League. Sau khi rời Bernabeu, Bale gia nhập Los Angeles với bản hợp đồng kéo dài trong một mùa giải. Chân sút 33 tuổi muốn được thường xuyên thi đấu để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay.